Tối ngày 30 tháng 5, Bộ Y tế cho biết trong 6 giờ qua, cả nước phát hiện thêm 143 ca mắc mới COVID-19. Bệnh nhân 6965 đến 7107. Trong đó, một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai. 142 ca ghi nhận trong nước, tại thành phố hồ chí minh 49 ca, Bắc Giang 44 ca, Bắc Ninh 28 ca, Hà Nội 18 ca. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Cơ sở Đông Anh 2 ca, Đà Nẵng 1 ca, như vậy, trong ngày 30 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca mắc mới, trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 250 ca ghi nhận trong nước, tại Bắc Giang 124 ca, thành phố Hồ Chí Minh 59 ca, Bắc Ninh 43 ca, Hà Nội 18 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 2 ca, Hải Phòng 1 ca, Long An 1 ca, Hải Dương 1 ca, Đà Nẵng 1 ca. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 7.107 ca, trong đó 5.604 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.034 ca. Số ca điều trị khỏi là 2.950 ca. Số ca tử vong là 47 ca.